Trước mặt anh chị là một cái bệnh viện siêu lớn luôn nha anh chị. Bệnh viện mang tên là Bệnh viện Xuyên Á, Đa khoa Xuyên Á, Tây Ninh. Mình đang có mặt ở Tây Ninh nha anh chị. Tây Ninh. Bệnh viện này lớn lắm chị, bệnh viện mà có siêu thị luôn nha. Bệnh viện này là có siêu thị trong bệnh viện luôn. Lớn lắm. Mà chắc bệnh viện dạng như bệnh viện quốc tế hay gì á. Trung tâm tiêm chủng nè. Và đặc biệt nha, nói liền với bệnh viện này là trường học, ủy ban và chợ luôn. Chợ xã đó chị, đấy, chợ là sau lưng cái bệnh sau lưng cái bệnh viện này nè. Và sau lưng bệnh viện này là cái miếng đất mà mình sẽ quay cho anh chị xem ngày hôm nay. Đó, anh chị tưởng tượng ra cái đất mình nó đẹp như thế nào chưa? Vị trí quá đẹp luôn. Trong vòng bán kính 200-300 mét là có đầy đủ hết tất cả các tiện ích. Chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện lớn, bệnh viện siêu lớn luôn. Đó, rồi ủy ban và quốc lộ 22 ha, là cái tuyến quốc lộ huyết mạch của Tây Ninh. Đó, chỉ cách có mấy trăm mét thôi. Đi bộ nha chị, đi bộ là cũng được rồi, khỏi đi xe luôn đó. Nói chung là thật sự là khi mà chủ họ dắt mình vô cái đất này á, mình ngỡ ngàng luôn á. Không hiểu tại sao mà anh chủ lại có cái đất nó đẹp như thế này. Mà cái bản thân cái đất này đó chị, nó cũng đẹp lắm nha. Đẹp lắm, mặt tiền miên man luôn. Đấy. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô ha, ngay sau bệnh viện này nè, ngay sau lưng bệnh viện luôn ha. Là đất của mình. Đi ngang qua chợ là tới đất. Thì mình sẽ đi vô đó mình quay cho chị xem ha. Đó. Đây là một cái đất rất đắc địa nha, cho nên là cái giá trị của nó cũng hơi cao đó. Anh chị nào mà đang có đầu tư, muốn nhu cầu mà đầu tư một cái đất đẹp ở Tây Ninh, ngay bệnh viện Xuyên Á, ngay huyện Gò Dầu ha, thì hãy đi cùng mình xem đất này nha, coi có đẹp thật sự không, có đáng để đầu tư không. Nếu mà đáng đầu tư thì mình bốc máy lên liên hệ chủ nha. Liên hệ chủ liền, không qua môi giới đâu. Chung là đất đẹp như thế này mà anh chị làm việc trực tiếp với chủ thì chắc chắn là sẽ có giá tốt. Rồi, lên xe. Rồi đây mình đang có mặt ở ngay đất mình ha. Đó, dễ không? Ngay sau lưng bệnh viện luôn. Cách bệnh viện chỉ có chắc chừng được 100 mét ta. Đây, tính đất mình ở đây nè, bệnh viện ngay kia. Đó, chừng 100 mét thôi chị. Đây, còn đây sổ chị cầm tay ha. Biết đất mình có tới 4 sổ lận. Thôi cầm tay thôi, lát nữa mình sẽ cho chị xem sổ sau. Rồi bây giờ là để mình nói những cái thông tin cơ bản của khu đất này ha, để chị mình nắm rõ trước. Thì cái ở vị trí mình quay ngày hôm nay là địa chỉ chính xác là thuộc xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, gần giáp ranh với là bên phía thị xã Trảng Bàng ha, nằm kẹp giữa thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh. Đó, cho nên đó là vị trí này rất là đẹp chị. Và Gò Dầu thì chị biết rồi, có nhiều khu công nghiệp và trong tương lai thì sẽ còn lên những chi tiêu như thị xã, thành phố. Hiện tại Gò Dầu đã có bệnh viện rồi, bệnh viện, trường học, rồi khu công nghiệp đầy đủ hết. Thì ở cái vị trí này nè anh chị, nếu mà đi về thành phố Hồ Chí Minh ha, đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó khoảng tầm, nó trung tâm luôn nha, trung tâm của thành phố luôn, là khoảng tầm 60 cây số thôi. Cách ngã tư An Sương chỉ khoảng tầm 40 mấy cây à. Và đặc biệt á thì đó, ngay sau đằng trước cái bệnh viện này chính là ủy ban, trường học thì chính là quốc lộ 22 ha. Từ đất mình đi ra chạy ra quốc lộ 22 thì chỉ khoảng tầm 600 mét thôi. Bên này chợ luôn vậy nha, nhưng mà chợ, bệnh viện, ủy ban, trường học nó sát mình luôn, cách mình chỉ có mấy trăm mét à. Cho nên là cái vị trí này ngay từ đầu mình nói rồi, vị trí đẹp cực kỳ luôn. Cho nên đây là miếng đất vàng gì ha, đất vàng giá trị cao đấy, giá trị cao. Rồi thì mình xin tiếp tục nói về vị trí ha. Cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 6 trung tâm đúng không, 60 cây. Còn mình cách trung tâm của Gò Dầu á, là thị trấn Gò Dầu, ngay chợ Gò Dầu luôn, vòng xoay anh chị, là khoảng tầm gần 4 cây ha. Tới mình ra quốc lộ 2 mình quẹo phải khoảng gần 4 cây thì mình sẽ tới ngay vòng xoay chợ Gò Dầu. Tới đó thì có đường ra ngoài chợ cái khu Một Bài ha, một đường đi ra khu Một Bài, một đường đi về thành phố Tây Ninh. Mình cách trung tâm của thành phố Tây Ninh thì chắc khoảng tầm
30 cây không ta, tầm 30 cây á. Đó. Thì vừa qua dòng xe chợ dầu đi hướng về Tây Ninh là mình sẽ có một cái nút giao cao tốc nha anh chị. Nút giao cao tốc quốc lộ 22 giao với lại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. À cho nên là mình cũng gần nút giao cao tốc luôn. Đó. Và khu công nghiệp thì ở đây mình có gần nhất là khu công nghiệp Phước Đông ha. Nó cũng cái hướng hướng nào ta? Nói chung là khu công nghiệp Phước Đông nằm ở hướng này nè anh chị. Hướng này nè. Nhưng mà cách mình chắc khoảng tầm 4-5 cây số gì đó ha. Khu công nghiệp Phước Đông lớn lắm anh chị. Khu công nghiệp Phước Đông này thì nằm giữa Gò Dầu và Trảng Bàng. Đây thì chỗ là vị trí đẹp. Rồi bây giờ là mình sẽ nói về đất mình đi ha. Đất mình nó có tổng diện tích trên sổ ha là được khoảng hơn 6.800 mét vuông vậy nha. Và nó là một cái miếng đất mà nó cái hình dáng của nó giống như một cái gì ta, cái hình chữ nhật dài vuông dứt ha. Mà đầu tiên nè mình sẽ nói về cái từ ranh giới mình nha. Ranh giới mình từ xe múc đây nè. Nhưng mà thật ra đây là một tổng thể đất này nè, nguyên khu này luôn ha. Khu này thì đã phân lô rồi. Khu này ngày xưa á mà nó cái đường này nè, cái đường này là cũng tự hiến nè, nhưng mà cái đường này đã được cập nhật rồi ha. Nguyên tổng thể khu, nguyên khu này luôn, từ chạy dài từ cái đường nhựa đó ngay chợ ha, dự chợ đi qua đó, từ đó đó qua đây. Khu này đã phân lô, người ta phân lô hết rồi nè. Có đất của chủ mình á là cũng hiến đường luôn. Cái đường này nè, đường bê tông nè, đi thẳng cái đường nhựa luôn ha. Đây là đường hiến lâu rồi. Đường này là dạng như là đường học sinh rồi công nhân rồi người dân địa phương đi từ đó mấy năm nay rồi. Nhưng mà khổ cái là cái đường nhà nước á nó chỉ cập nhật tới đây thôi. Cập nhật tới xe múc này nè. Thật ra là trên sổ nó cập nhật thêm một đoạn đường chọc vô đó nữa nè, nhưng thôi cái đó là mình không coi tới đường đi, mình chỉ tính đúng cái đoạn đường chọc vô đất này thôi, là mình có một cái hướng đường bên đây ha. Ngoài ra từ đây chạy dài khoảng gần 200 mét là sẽ có đường nhựa. Đường nhựa là mình có được khoảng 30 mấy mét á, chung là khoảng tầm 32-33 gì đó mét mặt đường nhựa ha, đường nhựa thông sao. Lát nữa ba lại cao lên ha. Thì đất mình tới đây nè chị. Tức từ cột này dài xuống gần 200 mét ha. Tức là bề ngang đất mình á, thật ra đây cái đường này là đất mình nha anh chị. Nhưng mình hiến lâu đời rồi. Hiện tại là chưa cập nhật, nhưng mà trong tương lai sẽ cập nhật nha anh chị. Và khi mà cập nhật rồi á là cái đất của mình đó, mặt tiền đường miên man luôn. Thì mình cũng nói luôn, sau cái tổng diện tích đường mà mình hiến á là khoảng 1.300 nha anh chị. Thì sau khi mà trừ đi cái phần đường này ra rồi thì của mình chỉ còn khoảng được 5.000 rưỡi thôi. 5.500 thôi. Nhưng mà chủ bán á, thì chủ vẫn bán là tổng thể là 6.800 nha anh chị. Tại hiện tại là đường do đường chưa cập nhật, cho nên là đây là đất của mình ha. Đây là đất của mình, cho nên là chủ vẫn bán theo là 6.800. Thì tổng cái bề ngang, tổng bề ngang chiều sâu mình đó, hướng này nè làm được 198 mét, còn cái này á, làm mình được khoảng đó, từ đó tính từ đó đúng không, chạy dài tới đây ha. Chạy dài tới đây luôn nha, tại vì đây là đất của mình đó. Tới đây là mình được khoảng tầm 30-35 mét ha, trung bình đi ha, trung bình khoảng 35 mét đó. Thì mình xin nhắc lại, đất mình có hai đường ha, đó tức là đường từ chợ chọc vô đây. Và khoảng 30 mét mặt tiền đường nhựa ngoài kia. Còn cái đường này hiện tại là do chưa cập nhật nên là mình không có ra đường ha. Nhưng mà đây thực tế là đường. Đây là đường. Trên đất mình là 4 sổ ha, 4 sổ. Cứ dài đang khúc đó. Sổ này có cái nhà nè. Sổ này có 400 thổ cư nè anh chị. Riêng cái sổ này là mình có một cái nhà. Nhà cấp 4. Rồi dài xuống kia nữa có 3 sổ nữa. Đây mình sẽ đi xuống ha. Đối diện mình là một cái vườn cây gì không biết nữa, cây gỗ á, mắc rượi luôn chị, có ao cá nữa nè, cũng hữu tình với view ao cá nữa nè, view hồ. Ở đây bước qua cái nhà tiếp tục dài ha. Mình vẫn đi trên đây là đất của mình nha anh chị. Đất của mình. Để mình đi ra tới đường nhựa luôn nha. Nói chung là một miếng đất rất là vuông. Anh chị nhìn tưởng tượng coi. Sau khi mà cái đất này á, cái phần đất này nè được cập nhật là đường rồi đó,
thì khi đó là mình sẽ được gần 200 mét mặt tiền đường này. Đó, cộng thêm mặt tiền đường góc kia. Rồi cộng thêm cái đường từ bệnh viện đi vô nữa. Đó, là đường miên man luôn. Đó, thì phân lô thoải mái. Ha. Nhưng mà bây giờ là nhà nước hiện tại là vẫn chưa cập nhật ha. Thì tức là chưa đủ chi tiêu, chưa đạt chi tiêu cho nên là chưa cập nhật, đúng không? Thì tạm thời là chưa phân lô được. Hiện tại mình có 4 sổ rồi. Nhưng mà nếu mà phân lô được thì mình sẽ có rất là nhiều sổ ha. Tại vì 200 mét thì mình cứ nghĩ là cứ chia ra cứ ngang năm ha, ngang năm dài 30 đi. Không, dài hơn 30 chứ. Dài khoảng tầm 35 á. Thì mình sẽ được bao nhiêu thửa? 200 mình chia cho 5, 40 thửa anh chị. Được gần 40 sổ nha. Đó, gần 40 sổ. Đó, gai gọi tới đường nhựa đó. Đường nhựa ở ngoài đó, đường thông ha, thông hết luôn. Nói chung khu này thông thường hết. Đó. Và cái đường này cũng là đường thông luôn. Đó. Thấy không? Đường này là bình thường là tại giờ này giờ trưa rồi, chứ mà cái giờ mà buổi sáng buổi chiều là học sinh rồi công nhân người dân để đi qua lại nhiều lắm. Nói chung là ngày xưa là chủ họ hiến ra cái đường này thì cũng rất là nhân văn ha. Tự hiến luôn chị, chứ không chờ nhà nước đền. Hay là không cần chờ nhà nước đền bù đâu. Mình thấy là giờ là nhiều nhà là không đường nhà nước thì làm mà không chịu hiến đường. Đó, cuối cùng nhà nước không có làm đường. Rất là tiếc. Đường đi nó khó khăn. Còn đây là chủ là chừa hẳn con đường. Cái đường này coi chứ mà cũng phải được 6 mét đó anh chị. Đường này là hai ô tô có thể né nhà được luôn nha. Đó. Đường này phải tầm 6 mét đó. Không biết chính xác là chủ chừa bao nhiêu, nhưng mình thấy thực tế là gần 6 mét, hơn 6 mét luôn á. Đây, mình đã tới đường nhựa này chị, đất mình chạy tới đây nha. Đó, có hàng rào, hàng ranh nè. Đó, tức là từ đất mình đó, là mình xin nhắc là tính từ đây nha. Tính từ tới đây lận, tại vì đây, đường này đất của mình. Đó, đường này là đất của mình cho nên mình tính từ đây nè. Dài tới cái dãy nhà kia ha. Đó, nhà đó, quán ăn. Đằng trước mình là quán ăn sáng ha, quán ăn sáng cà phê. Đó là được khoảng 30 mấy mét. Dài qua cái nhà kia luôn ha, qua cái nhà cái 4 kia. Đó, là tức là dài khoảng gần 200 mét. Đó, một cái đất rất là đẹp ha. Đất này thì rõ ràng nhìn vô là phân lô, thực sự là ai mà thích phân lô là rõ ràng là thích cực kỳ ha. Đất này quy hoạch phủ hồng chị nha. Quy hoạch dân cư toàn bộ. Đó, có sẵn 400 thổ cư rồi. Còn không anh chị có thể làm dạy như là nhà xưởng nè, công ty nè, hay là nhà trọ nè cũng được nè, rồi kinh doanh đủ thứ hết cũng được, và thậm chí là anh chị thích làm nhà vườn cũng được ha. Mà làm nhà vườn ở đây thì hơi phí, đất này mặt tiền nhiều như thế này mà làm nhà vườn thì phí quá. Đó, đường nhựa không hết nha anh chị, khu dân cư chút xíu ba la cam lên anh chị sẽ hình dung rõ ràng hơn ha. Mình ba la cam lên mình vẽ ra nó mới rõ ràng được. Thì như mình nói là trên đất mình có một cái nhà ha. Đây, chính cái nhà cái 4 này nè anh chị. Cái nhà này hiện tại là chủ đang cho thuê ha, cho một công ty thuê làm văn phòng. Đó. Thì đây mình sẽ vô quay sơ sơ cái nhà cho anh chị xem ha. Nhà hiện còn mới. Sạch sẽ tươm tất, anh chị mình mua về là có thể ở được luôn ha. Hoặc là mình sẽ tiếp tục cho thuê. Đó. Đây. Bước vô phòng khách. Phòng khách này hiện tại là đang làm phòng khách văn phòng. Ở đây là cũng có thể là phòng khách luôn ha. Đó. Đây, ở đây bên thuê họ vẫn đang làm việc ha. Đây quay ngày thường. Đó, xin phép cho họ quay rồi. Ở mình có hai phòng ngủ ha. Phòng này thì nó hơi bừa bộn. Thì người ta thuê người ta cũng không có nhu cầu ở. Đó, là văn phòng thôi. Đây là cái phòng ngủ này họ không ở. Có máy lạnh đầy đủ gì nha. Phòng này chắc là phòng cho thiếu nhi nè. Ngày xưa chắc chủ cũng ở rồi, sau đó là không vô còn ở nữa cho thuê. Dưới đây có một phòng bếp ha, bếp nút đầy đủ. Cái này giống máy rửa chén vậy ta. Chén. Đúng không? Máy rửa chén. Nói chung là mua là tặng luôn. Đây máy giặt luôn, nhà vệ sinh ha.
đầy đủ hết, bàn ăn này nọ. Không ai coi to luôn. Ở dưới đây mình có khoảng sân sau ha, để phơi đồ, để đồ lặt vặt. Nói chung là cũng hơi bừa bộn. À đây có chỗ cái rèm ra nên chị khi muốn sinh hoạt ngoài trời ở đây nắng quá mình kéo rèm lại. Đấy. Nói chung là cũng cơ bản. Cái này là về ở thoải mái ha, nếu mà có nhu cầu mà chị mà mua đất này muốn ở thì có nhà thẳng nhà luôn. Đó, cái phần cái sổ bố cho thổ cư của chị là có nhà này nè. À, thì trước khi cho anh chị xem sổ á thì mình sẽ cho anh chị xem cái sơ đồ đất khu nhà mình ha. À, đây đất mình là đây nè chị, 4 thửa đây nè. À, thiên thửa này có thổ cư nè, còn đây á, là khu này khu họ, cái bên chủ kia chủ khác họ phân lô hết rồi. À, thì hiện tại là cái đường này nè của họ được cập nhật rồi ha, tới đây nè. À, còn phần đường của mình á thì đây là chỉ là đường tự mở thôi. À, đường tự mở thôi ha. À, nhưng mà sau này cập nhật luôn ha, tại vì chị thấy không, hai bên đường thông hết nè. À, thông hết luôn. Và cái đường này thì mình nói rồi, đường này đường dân cư qua lại từ đó giờ ha, tại vì á ở đây á là chợ nè, bệnh viện nè, trường học nè, ủy ban nè, ngay khu này hết, cho nên là thường thường người dân ở đây á họ muốn đi chợ, đi bệnh viện hay đi đi học á họ sẽ đi ngang ha. Sẽ đi ngang đường này. À, nói chung là quay mà cái lúc mà buổi sáng á chị, buổi sáng hay buổi chiều tối á là đường này đi đông lắm. Đó, cho nên chắc chắn là đường sẽ cập nhật ha, nhưng mà hiện tại chưa cập nhật thì chủ cứ bán là toàn bộ khu này ha, ở toàn bộ là đây. Đó. Vậy thấy không, cái đường ngoài nó vô đây nè, sẽ có thêm một cái đường nhỏ nữa. Xong rồi đấy, một thửa, hai thửa, ba thửa, bốn thửa là tổng cái chiều dài này là 120 gần 200 mét ha, còn bề dài xuống thì trung bình là khoảng trung bình từ 32 đến 35 mét ha, nói chung là hơn 30 mét. Còn đường hiến là đường 6 mét ha, đường hiến là 6 mét. Đây mình cho anh chị xem sổ luôn nha. Hiện tại là sổ thì có 4 sổ nhưng mà có 2 sổ là chủ đang làm lại. À, cho nên là chỉ mình cho chị xem hai cái photo hay chứ là hai sổ gốc nè. Thì đây cái sổ đầu tiên nè. À, cái sổ này là địa chỉ là ấp, chính xác là ấp Châm Vàng 1 ha, ấp Châm Vàng 1 xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thì cái sổ này là sổ có thổ cư nè chị, sổ có nhà nè. À, sổ này là 1.121 m2, có 400 thổ cư. À, sổ đầu tiên nè, cái đường chọc vô nè, nó có thêm được đường này nè, nhưng mà hiện tại là coi như là đây là đất mình luôn rồi đó. À, tại vì đường này vô nó đâu còn đi đâu nữa đâu. À, không hiểu sao tự nhiên có cái đường này nữa. À, đường chọc vô. Xong tiếp theo lộ 2, thứ 3, thứ 4 là có cái đường nhựa ngang qua đó chị. Rồi đây là sổ thứ 2 ha. À, thì như cái sổ đầu tiên thổ cư á, thì nằm ở đầu bên kia. Còn cái sổ mà này thì có được mặt tiền đường hay nào nằm ở đầu ngược lại. À, còn hai cái sổ hồng hiện tại là nằm ở giữa. Tại vì cái sổ này chị thấy không có đường nè. À, nó có 32 gần 33 mét mặt tiền đường nhựa nè. À, còn hai cái sổ còn lại sẽ nằm giữa hai cái sổ này ha. Đây sổ này thì có 1.674 m2 ha. À, sổ này đã trồng cây. À, nói chung là chỉ có 400 thổ cư thôi, còn lại đã trồng cây hết chị nha, nhưng mà chị mình có thể là thổ cư được nữa. Và tiếp theo là sổ thứ ba. À, sổ này thì có 2.731 m2. À, sổ này thì dĩ nhiên là không có đường nè, tại vì chưa có cập nhật đường ha. Sau này mà cập nhật đường luôn thì nó sẽ có đường luôn. Rồi cái sổ thứ cuối cùng ha, sổ tư. À, 1.280 m2. Sổ này dĩ nhiên cũng không có đường. À, tức là chỉ có sổ hai cái sổ photo á là đầu và đít á thì nó có đường. Còn hai cái sổ hồng thì nằm ở giữa nên không có đường. Tức là ở thời điểm hiện tại ha. Còn sau khi mà sau này mình cập nhật đường thì dĩ nhiên là thằng nào cũng có đường hết đó, và thằng nào cũng có thể là cắt thoải mái. Thì nãy giờ là mình cho anh chị xem sổ chi tiết rồi ha. Đó, thì vấn đề sổ sách thì anh chị mình có liên hệ chủ để mà làm việc rõ ràng thêm. Thì bây giờ là tới cái phần quan trọng nhất là về giá nè. Đó, đất thì đẹp quá rồi, đất thì quá đẳng cấp rồi. Vị trí thì anh chị mình không biết chơi chỗ nào rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ nói về giá thôi. Đó, thì hiện tại á là bên phía chủ đất đang kêu giá ở cái mảnh đất mà hơn 6.800 m2 này á là giá là 4 triệu m2 ha. À, 4 triệu m2. À, thì mình nhân cho 6.800 là ra khoảng tầm 27 tỷ chị nha. 27 tỷ. Thì nói chung là cái số tiền 27 tỷ thì nó cũng khá là lớn, nhưng mà thì do là đất này quá lớn anh chị. À, cho nên là mới có giá này. Chỉ tưởng tượng mà ở khu vực này á mà phân ra lô khoảng ngang 5 dài hơn 30 đúng không? À, có thổ cư thì chắc chắn là mình nghĩ cái giá nó phải rơi vào tầm 6-7 triệu m2, 8 triệu. À,
Tại vì thật ra đất Tây Ninh á, thì cũng còn rẻ. Nhưng mà riêng khu vực này thì anh chị thấy rồi đó, vị trí này thì ngay quốc lộ, ngay trung tâm, ngay chợ, ngay trường học, ngay bệnh viện lớn ha. Thì mới có giá này đó. Cho nên là mình thấy là cái giá của anh chủ đưa ra là cũng khá là hợp lý à, khá là hợp lý ha. Nhưng mà dĩ nhiên là mua bán trực tiếp qua chủ, không qua môi giới à, cho nên là chắc chắn là sẽ có cái giá thương lượng tốt nhất cho anh chị rồi à, thì mình cứ liên hệ trực tiếp ha. Đấy. Rồi thì nói chung là đất đai sổ sách rõ ràng rồi đúng không? Bây giờ để mình mời chị xem flycam đi ha à, xem trên flycam để xem toàn cảnh khu này nó đẹp như thế nào à, rồi sau đó là mình sẽ về đi tham quan sơ sơ khu vực này, rồi về xem vị trí sao ha, vị trí trên Google Map. Ở trước mặt mình chính là khu đất mình ha, mình vẽ sơ sơ cho chị hình dung được đó. À, mặt tiền đường nếu mà cái đường mà mình hiến ra mà được sau khi được công nhận rồi á thì mặt tiền mình sẽ rất là nhiều, chị thấy không? À, này mình phân lô thì thôi, phải nói là quá tuyệt ok rồi. Để mình bày ra tới cái mặt tiền đường đường nhựa chính của mình nè. À, đối diện cũng có ao hồ ha, cũng khá là thiên nhiên đó. Dân cư nè, chị thấy không? Cũng khá là đông ha. Mà hiện tại là khu vực dân bên đây là muốn đi qua chợ chứ là bệnh viện á, là đa số sẽ đi cái đường của mình ha, chị thấy không? À, chứ còn đi kia đường vòng à, phải vòng, còn mình thì đi thẳng qua luôn. À, cho nên con đường của mình là vô tình là hai đường chính luôn. À, đây chị thấy không? À, đây là cái đường mình tự hiến ha. Đây là công ty, rồi bệnh viện, chợ, đầy đủ hết. Xa xa đó chị thấy là chính là cảng Phước, Thành Phước đó anh chị. À, hiện tại đang lắp những cái tấm pin bên mặt trời á. Đây là mình lại bay ra ngoài lại phía trục đường chính nè. Đây. Hiện tại khu này họ đã phân lô hết rồi chị ha, đã bán hết rồi đó. Tại vì khu này đã được công nhận đường trước rồi. Đó. Đây ngay sau lưng bệnh viện luôn chị ha. Cái bệnh viện này lớn lắm chị, bệnh viện này nó có đầy đủ luôn, đó, căng tin, siêu thị rồi nói chung đầy đủ dịch vụ hết. Nó dạng như bệnh viện quốc tế vậy đó. Đây là khu chợ chị ha. À, khu chợ này sẽ còn quy hoạch lại nha anh chị. Tại hiện tại là khu chợ này nó dạng như chợ tạm thôi. À, sau này sẽ còn quy hoạch lại bài bản hơn nữa. À, cũng ngay sát khu đất mình luôn. Đây mình đang bày đường chính. Đó, đây đường chính nè anh chị. Tức là đường này là đi thẳng ra ngoài quốc lộ 22. À, đi ngang qua bệnh viện, cổng chính bệnh viện, đi ngang qua trường học và ủy ban xã Thanh Phước. Đó. Nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên bệnh viện chưa? Rất là lớn nha anh chị. Đây mình quay cận cảnh trên cao nè. Nhìn thấy bệnh viện cái quy mô của nó chưa? Siêu lớn luôn. Bên phải mình đây tòa nhà đó chính là siêu thị đó anh chị. À, bệnh viện mà có quy siêu thị cũng quá lớn luôn. Nó như trung tâm thương mại vậy đó. Rồi đây trường học ha. À, đi qua bệnh viện, trường học. Nói chung chị thấy không, nó quy một khu gọi là trung tâm luôn, bệnh viện, trường học với lại ủy ban nằm sát rạc nhau luôn, chợ nữa đó, siêu thị nữa. Rồi đây trục đường chính nè, mà còn bên kia chính là cảng Thanh Phước ha. Thì trước mặt anh chị chính là quốc lộ 22B, mình ra đây quẹo phải là mình sẽ đi về dòng xe ha, dòng xe chợ Gò Dầu và đi về hướng Mộc Bài luôn ha, một hướng Mộc Bài, một hướng là đi về thành phố Tây Ninh, Núi Bà Đen. Đó, hướng nó đi về hướng Tây Ninh đó anh chị. À, từ quốc lộ 22B nhìn thẳng vô khu đất mình nè. À, đất mình nằm sau lưng bệnh viện thôi chị ha. Bệnh viện để che hết trơn nè. Rồi còn hướng này là mình sẽ đi về hướng thị xã Trảng Bàng, đi về hướng bến xe Củ Chi và đi về ngã tư An Sương. À, tức là về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị. Rồi bây giờ để mình bay vào lại trong ha. Nói chung là cái vị trí đất thì nó quá dễ hình dung rồi. À, anh chị mình cứ gõ trên bản đồ Google Map là bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh ha, thì nó sẽ ra à, bệnh viện này thì đất mình nằm ở sau lưng đó, anh chị thấy chưa, anh chị thấy khu đất mình chưa? Đấy, này là mình bay cận cảnh nè, mình bay ngang qua cái nóc nhà nè, bay ngang qua nóc nhà của bệnh viện luôn. Rồi đây
nguyên khu đất mình là chị thấy là rất rõ ràng luôn, có một cái nhà và mặt tiền đường tự hiến rất là nhiều. Lúc mà có hai đường vô ha, đường này vô nè, từ ngoài bệnh viện đi vô nè, hoặc không đi đường nhựa kia đi vô. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi ra cho anh em quan nha. Đó, phần đây mình nói rồi ha, đây là phân lô hết rồi nè. Tại vì bên đây là cái đường người ta cập nhật rồi. Ngày xưa do là cái đường này nó hiến trước, cho nên cập nhật trước rồi. Đường mình thì chưa, chung mà thông hết ha, đây là một đường thông, nhìn là cam thấy rồi. Đây là giống như là bàn cờ vậy đó. Cho nên là cái đoạn này thì chắc chắn là đã cập nhật rồi, thì đoạn kia thì cũng phải cập nhật thôi, cho thông bàn cờ. Với lại cho dân người ta đi cho dễ chứ đúng không? Đó. Tại vì đây là đường cho ta đi bệnh viện nữa, bệnh viện trước mặt mình nè, thấy không? Đây bệnh viện nè. Đó, cho nên cách bên đây bệnh viện đó, cách mình chỉ có 100m à. Bệnh viện này bệnh viện tư nhân anh chị, cho nên là nó như chị thấy nó lớn lắm, mà nó đầy đủ hết, có siêu thị rồi có căng tin đầy đủ hết. Đây là đường vô chợ nè anh chị. Hiện tại là cái chợ này là chợ tạm hả anh chị, tức là chợ này sẽ còn quy hoạch mở rộng trong đây nè, tại vì hiện tại là nó buổi giờ buổi trưa thì nó vắng, chứ buổi sáng là đường này là đi không được luôn á. Đó, trống này nè. Đó, mở rộng vô trong đây nè anh chị. Chợ Hạnh Phước nè anh chị, chợ Hạnh Phước nè. Đó, dài nè. Buổi sáng là đi qua đây là cực luôn á, buổi sáng đi xe ô tô là qua đây là đi không được đâu. Đông lắm, tập chợ á. Còn buổi trưa này thì vắng rồi, dẹp hết rồi. Đó. Đây mình vừa đi ngang chợ Hạnh Phước ha, Hạnh Phước á. Rồi đây là đường chính nè anh chị. Đường này là cũng thông, nó cũng thông với lại cái đường mà mặt tiền đường đằng kia của mình đó anh chị. Thông bằng cờ hết nha. Rồi, ra đây quẹo phải. Đầu tiên là bệnh viện ha, như lúc đầu đứng lên quen cho chị xem nè. Rồi ra đó là trường học, ủy ban. Đó, bệnh viện nè chị, đó. Bệnh viện Xuyên Á. Bệnh viện dài lắm chị nha. Có trung tâm tiêm chủng luôn như MBC vậy. Tới đây chưa hết luôn hả, cấp cứu lớn lắm, nãy chị nhìn đại ca chị thấy rõ rồi đúng không? Bệnh viện có siêu thị nữa. Rồi qua bệnh viện là trường học nha anh chị. Đây là trường học cấp mấy đây? Cấp 2, cấp 1, cấp 2, chắc cấp 2, có trường lớn luôn anh chị. Rồi bên trong trường học tiếp tục là ủy ban. Đây, ủy ban của xã Thanh Phước. Nói chung mình nhìn đại ca thấy rõ rồi, nhưng mà mình sẽ quay hơi là chi tiết. Rồi đây cổng chào với mặt mình là quốc lộ 20 ha, lộn 22. Thì ra quốc lộ này á, bên kia chính là nãy chị thấy là cam, chị thấy là đó là bên kia là cảng ha, cảng Thanh Phước. Nó đang làm năng lượng mặt trời sẵn rồi đó. Đó, quẹo phải đi khoảng tầm 3 cây nữa là mình sẽ tới ngay trung tâm của Gò Dầu ha, chợ dòng xe Gò Dầu, đi một bài đi về Tây Ninh. Đó, còn rẽ trái đi về hướng bến xe Củ Chi, đi về trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, nói chung là cái vị trí đất này thì rõ ràng là không chê được rồi đúng không? Nhưng mình nói, mình sẽ nhắc lại nha, do là cái đường mình là cái đường dẫn ra bệnh viện nè, trường học nè, chợ nè, ủy ban nè, và là quốc lộ 22 nè, cho nên là cái đường mình á là những cái ngày mà những cái giờ mà tan tầm, những cái giờ buổi sáng gì là nó đông dã man luôn. Còn lúc mình quay thì nó chưa nắng chang chang nè, 9, 10, 11 giờ rồi, giờ nó nghỉ trưa hết rồi, cho nên nó hơi vắng. Đó, cho nên là mình nghĩ trong tương lai cái đường đó chắc chắn 100% là sẽ cập nhật, chẳng qua là không sớm thì muộn thôi. Cho nên anh chị mình có ý định mà đầu tư để phân lô thì chắc chắn là biết này ha. Rồi mình xin phép kết thúc video, có gì lát nữa mình cho chị xem cái thông tin giấy tờ sau nha. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem cái vị trí của cái khu đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung ha. Thì cái vị trí này thì anh chị mình hoàn toàn có thể dùng bản đồ Google Maps mình gõ là bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh ha. Đây là sẽ ra ngay bệnh viện này. Đó, ngay mặt gần mặt tiền đường quốc lộ 22B. Đó, có trường học, ủy ban xã Thanh Phước nè. Đó, sau lưng bệnh viện chính là chợ Thanh Phước luôn ha. Đó, và đây sau lưng bệnh viện chính là chợ và chính là đất mình luôn. Thấy không, nguyên khu đất nè, thì đất của mình thì nó từ đây ha tới đây, còn đây thì họ đã phân lô hết rồi. Đó, ngoài đây họ phân lô hết rồi, chị thấy nguyên một vạch trắng nè. Thì cái đường hiện tại đây là cái đường ha, đường thông giữa hai bên nè. Đó, thì khu đất mình nó sẽ nằm ở nguyên cái vạch này chị nha, có cái nhà đấy. Nói chung là cái vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn. Mình sẽ mở rộng lên, ở đây thì nó sẽ gần nhiều cảng và khu nghiệp ha. Đây khu nghiệp Phước Đông nè, nằm giữa Gò Dầu và Trảng Bàng. Đây khu nghiệp Thành Công bên phía Trảng Bàng luôn ha.
giáp với là bên Long An. Rồi đây khu nghiệp bên Mộc Bài nè, nằm bên hướng bến cầu anh chị. Mộc Bài, cửa khẩu Mộc Bài nè. Đấy, và đặc biệt nè, mình đang gần sát với lại trung tâm của Gò Dầu nè, một xe chở Gò Dầu nè chị, là trung tâm thị trấn ha. Nói chung là đây là trục, đây là một cái tuyến đường mà hầu như là anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh đều đi ngang qua đây ha, đều đi ngang bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh và đi ngang qua phòng xe chờ Gò Dầu. Cho nên cái vị trí này phải nói là tuyệt đẹp luôn chị nha. Nói chung là thật sự là mình không phải mình quay mình khen, như cái đất này chị thấy rồi, cái vị trí của nó phải nói là quá đẹp. Cho nên mình có cái giá này chị nha. Rồi thì nói chung là về cái vị trí thì mình nghĩ là anh chị mình hoàn toàn có thể tự tìm hiểu ha. Mình cứ gõ trên bản đồ là nó ra hết rồi. Mình phải tự để xem đất cũng như là mình tham khảo. Còn về giá, nói chung là đất này thì chỉ bàn về giá thôi. Đó, thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với phía chủ để làm việc về giá cả ha. Rồi thì mình sẽ phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như cái video này thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc số Viettel là 0373 230243. Cảm ơn anh chị đã xem hết video ha. Chào mọi người.